Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Huyền's House của mình hôm nay. Mình mới ngủ dậy luôn nên là đầu tóc vẫn bù xù. Mình vẫn còn đang mặc cái bộ đồ ngủ nữa chứ. Hôm nay là chủ nhật và mình đang ở chỗ nhà ba mẹ mình, nên là cái cảnh đằng sau của mình nó hơi khác với lúc mà mình ở nhà mình một chút xíu á. Tại thứ hai tuần này là mình không phải đi làm á, nên là mình về chơi với ba mẹ mình một chút. Chồng mình thì vẫn phải đi làm hôm nay là chủ nhật và ngày mai, nên là anh không có về cùng mình. Thì hôm nay chủ nhật thì ba mình được nghỉ nhưng mà mẹ mình vẫn phải đi làm, nên là ba mình, em mình và mình sẽ đi lái xe xuống tới một cái chợ Hàn Quốc cách nhà mình chừng một tiếng gì đó để mua đồ ăn này. Rồi mình cũng muốn đưa ba mình đi ăn thử cái tiệm sushi all you can eat ở dưới đó nữa, nên là hôm nay mình sẽ đi như vậy. Thì bây giờ mình đang ngồi đây, mình có những cái nhà đồ trang điểm của mình ở dưới này, make up đây để mình chuẩn bị get ready, chuẩn bị đi. Chắc chừng 30-40 phút nữa bọn mình sẽ lên đường. Tại cái quán ăn đó người ta cũng mở hơi trễ, 11:30 người ta mới mở lận, nên là bọn mình hôm nay đi trễ. Rồi xong là thì bọn mình sẽ đi chợ, và có gì trong chợ hoặc là có đồ ăn gì thì mình sẽ quay cho các bạn, chia sẻ với các bạn coi nha. Nếu mà các bạn chưa có subscribe và like cho cái kênh của mình thì các bạn làm ơn subscribe và like để mình có thể làm được nhiều những cái video như thế này nữa nha. Hôm nay nhà mình sẽ đi ăn ở nhà hàng này gọi là Hikari Sushi. Ba bố con nhà mình đã quyết định sẽ ăn buffet hôm nay, nên là người ta đưa cho mình cái tờ giấy này để cho dễ gọi các món ăn. Các bạn chỉ cần viết vào cái số lượng mà các bạn muốn là người ta có thể mang ra cho mình luôn. Mỗi một suất ăn trưa trong buổi cuối tuần thì sẽ là 30 đô. Mình thấy giá cũng không phải là mắc lắm. Tại nhà hàng hôm nay mở nhạc to quá nên là mình cũng không có quay được nhiều cho các bạn coi. Mình có quay một ít sushi mà ba bố con mình đặt ở đây. Mình thấy ăn rất là ngon, cá tươi. Trong lúc nhà mình đang ăn thì hình như là có ai đó đang celebrate cái sinh nhật của người ta ở trong nhà hàng này luôn á. Nên là nhà hàng đã bật đèn, mở nhạc to để hát bài Happy Birthday cho cái khách hàng. Bây giờ ăn xong rồi, ba bố con mình sẽ đi xuống chợ ở đây. Đây là chợ Hàn Quốc, chợ ngay đằng sau mình đây. Nhìn cũng to lắm, không biết là có nhiều đồ và xem người ta có những cái gì. Chắc cũng sẽ mua một ít đồ ở đây nữa, rồi nó sẽ đi về. Mấy cái xe bố. Đó, để luôn vào trong này, trong đó. Đúng. Ở tiệm bánh thì ở đây. Cứ đẩy thôi, đó. Được không nhỉ? Mình vào xong rồi mình mới lấy. quay lại. Đúng là mình không biết một gì hết cả. Ôi xoài cũng rẻ thế. 10 đồng một thùng à? Đây là bán 10 năm được 99, 16 rồi. Một ít khoai của Hàn Quốc. Khoai này ăn ngọt lắm này. Đây có tất cả các loại mì của Hàn Quốc này. Đây là mì mà chính là người ta làm sẵn rồi á, nên là ăn rất là dễ luôn. Mình cũng hay mua những cái này. Yeah, a lot of different stuff, right? The passion fruit. Oh nice. Yeah, it's good. Em mình mua gì đây? Chanh leo này. Rồi bánh ngọt này. Ôi giời, nàng này toàn mua bánh này. Chục loại bánh luôn. Cả trà xanh này. Còn
đây là dâu tây này, nhiều thứ quá. Cái này thấy lạ lạ này, chắc mua cái này về thử xem. Không biết loại mì gì của Hàn Quốc đây. Đây là tất cả những loại bánh. Bim bim này, bao nhiêu là các loại luôn, nhiều quá. Should I try that one? Yeah. This one? Yeah. It's Japanese, right? So it has to be good. I think. Is it similar to this? I think a little bit. I wish they had like a mix one. Yeah. Có cả nhiều loại cá khô lắm này. Đây là nói là dry yellow cracker. Bốn con này cũng đắt phết đấy chứ, gần 40 đô lận, và gần 35 đô chứ. Thò này cũng nhiều lắm, bao nhiêu là thứ luôn. Mình nhìn đồ ăn cũng tươi mà ngon lắm, nhưng mà những này thì dễ này, mình đỡ cá trước là bên người ta không ít, cũng ít làm á, nên là có sẵn rồi, tôi làm sẵn hết rồi, bỏ tủ lạnh thôi. Em mình đang chọn bánh, bánh ngọt, nhiều loại bánh quá này. Bánh có cả phô mai này, bánh nhân kem này, honey cheese mochi, bánh này là honey cheese mochi, là có cả mochi, mochi là gạo phô mai nữa. Giống là bánh mì ở bên Việt Nam mình cũng có này. And then custard. Yeah. Bánh này là bánh kem, có kem tươi bên trong. Mình đi chợ xong rồi đây. Mua cả một cái xe đầy luôn. Mua bao nhiêu là thứ luôn. Bây giờ thì ba bố con mình sẽ lái xe về nhà. Lái xe về thì ba mình sẽ lái, chứ em mình không lái nữa. Mua nhiều thứ quá, phải bỏ hết vào trong ngay cạnh chỗ xe mình luôn. Đằng sau này cũng đầy luôn, cả một cái thùng này. Cuối cùng thì ba bố con mình cũng về nhà. Nhà mình đi từ sáng tới giờ luôn. Coi như là hình như là lúc bọn mình đi là 10:30, đúng không nhỉ? 10:30. Bây giờ là đã hơn 4 giờ rồi mà mới về tới đây thôi. Coi là đi lông nhông cả ngày luôn. Bọn mình cũng mua rất là nhiều đồ ăn luôn. Coi là cả cái xe mà mình cho các bạn coi á, là chủ yếu là đồ của mình với cả em mình. Cả cái xe đó là gần 350, hơn 350 đô. Coi là gần 8 triệu tiền Việt Nam. Nhưng mà bọn mình mua là tại đúng là cũng không đi ở đó nhiều á. Cách nhà mình chừng 55 phút lái xe, nên là cũng hơi xa. Nên là lúc mà bọn mình đi mua thì bọn mình mua rất là nhiều luôn. Hôm nay mình đi, bọn mình thấy người ta bán cái này, cả một khay đầy luôn. Cái đó là cái alarm của nhà mình. Thấy người ta bán cái này giống như là bánh gạo của Hàn Quốc vậy ạ. Nhưng mà nhìn thì cũng hơi giống như là bánh bò hấp của Việt Nam mình. Nhìn thấy rất là ngon luôn. Thấy có cả khoai này, cả đậu này, đủ các loại trong này hết. Chắc là mình cũng sẽ mở ra ăn thử cùng các bạn nhé, xem là có ngon hay không. Nếu bọn mình đi ăn all you can eat sushi cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà trong đó mình cũng không có quay được nhiều cho các bạn đó. Tại người ta mở nhạc mà cái quán nó lại đông nữa, nên là không thể nào nói chuyện được á. Nên là mình chỉ quay được có mỗi một chút xíu thôi. Đồ ăn cũng rất là ngon, cũng rất là tươi, ba mình cũng rất là thích luôn. Cả cái khay này là coi là 7 đô, là 160.000 tiền Việt Nam. Khay này cũng nặng cực kỳ luôn ạ. Nếu mà có khay nhỏ hơn thì bọn mình cũng đã mua rồi, nhưng mà tại người ta chỉ bán khay to này thôi, thế mới khổ chứ ạ. Ăn xem có ngon không. Dính, cái miếng nó to. Úi dồi, miếng nhìn to quá này. Có đủ các loại thứ trong này luôn ạ. Đậu này, sen này, rồi khoai này. Nhìn hấp dẫn quá này. Không có bị ngọt quá một tí nào luôn á. Mình nghĩ là nếu mà có độ ngọt á, là chủ yếu là từ khoai với cả từ đậu thôi, chứ không nghĩ là người ta bỏ thêm nhiều đường quá đâu. Ăn mình thấy ngon này. Em mình cũng mua cả cái này nữa này. Không biết là này là bánh ngọt hay sao ạ. Gọi là savory sesame bar. Là bánh mà có vừng ở bên ngoài á. Có 7 cái thanh này. Để xem mở xem có ngon không. Mình cũng chưa ăn cái này bao giờ.
Hôm nay đi thấy người ta có toàn những thứ lạ, nên là hứng lên mua bao nhiêu là thứ luôn. Xem ngon không? Mình nghĩ là ngon á, mình thích ăn kẹo mừng lắm. Thay một cái thanh như thế này, bên ngoài toàn là vừng thôi. Ngon cực kỳ luôn. Bên ngoài thì là vừng trắng, còn bên trong á, cái nhân thì là kem vừng đen. Giòn mà ngon mà bùi cực kỳ luôn. Còn cái màu trắng trắng ở ngoài viền này thì là bằng gạo, nên là rất là giòn luôn, giống là bỏng gạo vậy ạ. Rất là giòn luôn. Lúc nãy ở trong cái chợ đó, khi mà mình đi ra khỏi ngoài chợ là người ta cũng có một cái chỗ bán bánh bánh mì ạ. Mình thấy người ta bán rất là nhiều loại bánh mì luôn, nên là em mình và mình cũng dừng lại để mua thêm mấy cái. Đấy, không biết là cái loại bánh gì đấy, nhưng mà mình thấy nó trắng xóa luôn này. Nhìn mình cũng chưa nhìn thấy cái này bao giờ, nhưng thấy lạ lạ nên là muốn ăn thử. Người ta có phủ bột đường bột à, đường bột trắng lên này. Bên trong có kem tươi. Bánh mì không ngọt quá đâu, nhưng mà rất là mềm. Còn kem thì hơi có vị ngọt và cũng rất là béo nữa. Mình thấy ăn ngon á. Rồi mình thấy người ta nói cái này là mochi mà có cả cheese nữa, giống như là bánh gạo dẻo á. Mùi thơm thơm giống như là nướng vậy á. Bánh rất dai luôn. Chắc là bằng gạo á, bằng gạo dẻo á, nên là nó rất là, giống như là nó dai dai á. Bên trong mình thấy có rất là nhiều kem phô mai trắng bên trong này. Bánh này ngon à. Vừa dai vừa dẻo, có vị ngọt và có cả vị mặn của phô mai nữa, nên là cái vị nó rất là lạ luôn á. Đấy, cái chuồn. Chắc đấy cũng sẽ là cái cuối cùng của mình, tại mình no quá rồi. Cái này hình như là cũng là một loại mochi ở bên trong ạ, nhưng mà bên ngoài thì là nó lại giống như là bánh rán vậy ạ. Bên trong là có đậu đỏ. Đó, các bạn thấy không? Tại nó có mochi là nó rất là dai luôn. Đó, bên trong thì có một ít đậu này. Đậu đỏ. Cái giống như là bánh dày của bên mình ở bên trong thì giống bánh dày, mà bên ngoài thì lại giống là bánh rán. Đúng là bánh dày và bánh rán nó hợp lại với nhau thì thành cái bánh này. Ăn cũng ngon lắm. Mình ăn bao nhiêu là thứ nên là no quá đi luôn. Cảm ơn các bạn đã đến với channel của mình để xem là một ngày đi chợ của ba bố con mình như thế nào hôm nay. Nếu mà các bạn like những cái video như thế này, các bạn nhớ tâm giúp cho mình và subscribe cho cái channel của mình để mình có thể làm được nhiều những cái video như thế này nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.